Chào mọi người đến với kênh Tony TV. Cảm ơn tất cả các bạn đã vào xem, ủng hộ cái clip sinh tồn ở ngoài đồng của bọn mình. Bữa đó bọn mình gượt theo mấy con chuột bắt đuối luôn. Mấy anh này đốt gom không khói ngợp muốn chết luôn nhưng mà nó vui. Em thấy cái series ngoài đồng của bọn mình được các bạn nhỏ và các vị phụ huynh thích lắm. Anh có định làm tiếp cái series này không? Em thấy mấy em nhỏ vừa bình luận là kênh làm clip bắt chuột ngoài đồng kìa. Mình để ý nha, thấy hầu như mọi người đều rất là yêu thích những cái video bắt chuột trên kênh của mình á. Bằng chứng là clip bắt chuột nào cũng trên 10 triệu view và trên 100.000 like hết. Nếu như các bạn đã thích cái series ngoài đồng này như vậy thì mình sẽ làm thêm một clip bắt chuột ngoài đồng gửi tặng đến các bạn luôn nha. Chia sẻ với các bạn một chút xíu nè, các bạn ở nhà mở cái điện thoại lên coi clip ở ngoài đồng của mình thấy vui vậy đó. Nhưng mà quay phim nắng nóng dữ lắm. Cái mặt chưa kịp nhả nắng nữa nè. Nó đen á, chưa kịp nhả nắng luôn. Mà giờ đi ra đồng quay nữa nữa. Thôi bây giờ gán nha, một clip ngoài đồng này nữa là kết thúc cái series rồi. Đi thôi. Đi ra đồng thôi. Bọn mình đã ra tới cánh đồng rồi đây. Kỷ niệm ùa về với hai ngôi nhà rơm. Triệu view. Cảm ơn các bạn đã vào xem ủng hộ rất là nhiều nha. Và bây giờ là 2 giờ chiều. Ở tại cánh đồng này tổ chức một cuộc thi bắt chốn. À, để mà làm được cái clip bắt chốn này nó hay á, bọn mình cần ít nhất phải 4 tới 5 cái camera. Đây chuẩn bị 2 cái GoPro. Ở đằng đây trên người của Thành Ngáo là một cái GoPro Max. Cái clip bắt chốn này cần đặt rất là nhiều camera, các bạn coi mới hiểu được. Cái cột tung tụi mình sẽ quyết định dựng nó giữa đồng. Và cái quy tắc y như cũ. Nhiều đó phải. Rồi bước vô trong này, vòng tròn đi. Ủa Vinh không chơi hả? Anh Vinh chơi rồi ai quay phim cho mình. Nhiều đó phải. Một đen, hai đen, rồi hai ta đen quấn tụ tì với nhau đây. Chiến châm. Cái gì à? Dạ ơi. Rồi, Ngáo thua rồi. Em đeo sẵn luôn nè anh Vinh ơi. Sẵn camera đeo luôn, vô đi cưng. Dạ. Rồi, đếm tổng cộng là 500 nha. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 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 75. Chơi bắt chốt mà chốt chui chốt nhũi như con dế nhũi vậy đó. Các bạn cũng ác thiệt, kêu chơi bắt chốt ở giữa đồng mà ở giữa đồng có chỗ nào đâu mà trốn. Cũng may có cái nhà gom ở đây nè. Cũng may ở đây có nhánh xài vừa mát mẻ mà lại kín đáo. Đúng. Hả? Ở đây hồi nào vậy? Nguyên cái cánh đồng, mình chỉ thấy chỗ này là lý tưởng nhất. Mình đã để ý cái chỗ chốt này từ lúc bắt chuột tới giờ rồi, hôm nay mới được sử dụng. Tuy nó hơi xa cây cột tung một chút xíu nhưng mà nó kín nhé các bạn. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 500. Ai đứng cột bao bước bước 100 bàn. Thôi, bước 1000 bàn đi cho nó sợ. Các bạn ơi, cái tụi A Đại, A Ngọc, Vũ Thanh á, giống như một con chim bé nhỏ vậy đó. Mình bóp thì nó chết, mình mở ra thì nó sống. À, thôi mình quyết định sẽ lấy cái áo khoác màu cam này nè, để trên cái cây cột tung để cho các bạn nhỏ dễ nhìn thấy mà chạy tới cây cột. Chưa hiểu chưa? Dạ hiểu. Anh Vinh ơi, cho em mượn cái camera này để quay lại cái hành trình đi bắt chúng nó đi. Ok cưng. Đây, bấm nút này là quay nha, anh bấm cho cưng nè. Dạ. Rồi đi quay đi. Đi săn đi bắt gì đó, bắt đi. Dạ, em đi nhanh Vinh. Các bạn ơi, ở giữa cái đồng này không có chỗ trốn nào hết trơn á, cho nên mình nghi nhất là các bạn ơi, ở giữa cái đồng này đó, mình nghi hai ngôi nhà gom này quá à. Đó, bây giờ mình sẽ đi ra đây nha các bạn. Không biết có ai đằng đây không nữa. Thôi chết, tới số mình rồi. Quay. Ở giữa đồng mà làm gì có cái áo màu hồng của con bánh bèo nào vậy? Bây giờ mình sẽ đi ra đắng nha các bạn. Của ai đây, của ai đây? Ôi ôi, mình đi tiến lại gần cho bạn xem luôn nha. Lại đây, Tiểu Phương, Giả Tiên. Tung tung. Trời ơi tốt thiệt chứ. Lại Giả Tiên. Mày đặt cái câu có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Toàn là mang quả tới mà, không mang miếng phúc nào nữa. Em không biết đâu. Trời ơi xui thì chịu đi Phương ơi. Các bạn ơi, mình đã bắt được Tiểu Phương, Giả Tiên rồi. Bây giờ mình sẽ tiến thẳng lên hai căn nhà gom này nha. Coi có ai hay không. Cơ hội đến rồi, chạy thôi. Chị Thảo, A Ngọc, A Ngọc.
hụt nhẹp hả bạn ơi? Trời ơi. Run. Trời ơi, chậm hơn nháo một nhẹp hả bạn ơi? Chị Thảo núp vậy mà anh ngáo không thấy trời. Chị Thảo núp ở đâu vậy? Mũi cỏ đằng kia kìa. Trời ơi, chị Thảo này hay á, mình bị chị Thảo tung trước rồi bạn ơi. A Ngọc nè, mình dính A Ngọc nè, Tiểu Phương nè, A Tiên, sẽ có chị Thảo à. Bây giờ rồi, mình sẽ tiến ở đắng, mình nhiều quá trời rồi. Mấy cây xài đắng hả bạn? Chết rồi, anh ngáo lại kìa, chú Thanh, chú mới chạy đi. Ừ. Đi từ từ thôi. Để coi ai chổng đây. Để coi. Để coi ai cũng kinh vậy, ai cũng kinh vậy. Ôi. Ê Tiểu Dương, Vũ Anh, ra chân rồi, chạy. Tuân. Đó, Tiểu Dương. Vũ Anh. Trời ơi, mình chạy không kịp, còn Dương nhanh cày nữa chứ. Để mình coi ai trong nhánh xài này nha các bạn. Mát mẻ ha, rộng rãi ha. Ai đi dính con Dương, Vũ Anh. Đó đều là bị mình bắt hết trơn rồi nha. Bây giờ mình sẽ lại cái bụi xe đằng đẵng các bạn. Mình nghi thằng đại mập á, nó trốn ở trỏng đó các bạn ơi. Đi đây thử coi. Trời ơi, còn có mình thằng đại mập rồi các bạn. Nó mập nó chạy đâu có nổi đâu các bạn. Đúng rồi anh Nháo ơi, đi xa xa ra đi. Xa xa ra đi. Cầm dép lên chạy cho nó lẹ. Run. Đâu để coi. Thằng đế mập các bạn ơi. Thằng đế mập. Con. Mình đã thắng đường đại nè các bạn. Chưa quá anh Ngáo chạy nhanh quá trời các bạn ơi. Rồi. Vòng 1 của chốn tìm ngoài đồng đã kết thúc. Bây giờ là sang vòng 2 nha. Thì kết thúc vòng 1 này thì những ai bị sẩy đâu do ta lên đây. Bị sẩy chứ không phải bị bắt nha. Không ai bị sẩy trơn nha. Ơi à. Chị Thảo. Còn mình chị Thảo là thoát khỏi tay của thằng Ngáo thôi. Thằng Ngáo này nó mạnh lắm, các bạn thấy vậy đó. Chứ nó là hôm bữa là đi thi chạy cái gì trong trường đó. Marathon. Đi thi chạy marathon trong trường là cuộc thi là 16 đứa, là nó hạng 15 lần. Thảo anh thiệt chứ, lần này bắt chốt mà đi theo chị Thảo mà được. Thôi con đi đâu đi, đừng đi theo chị xui dữ lắm. Vòng thứ hai chơi trốn tìm bắt đầu nha mọi người. Lần này thì mời chị Thảo với thằng Ngáo đi ra ngoài đi. Dạ. Chị Thảo bị sổng trùng. Ủa lộn, chị Thảo đã sổng khỏi tay của thằng Ngáo cho nên khỏi cần phải tham gia vô trong cái trận tay trắng tay đen này. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tay trắng tay đen đi. Nhiều nha, ếch bấy. Đấy. Chiến trăm. Game over. Chúc mừng anh đây. Điểm 500 nha cưng. 500. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 6, 5, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 21. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Trốn đây luôn. Trốn như vậy mà anh còn thấy em á. Từ đây chứ đi em kêu anh bằng đại ca luôn. Vòng này mình không có áp lực gì hết á, đại chạy chăm gì hà. 300. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100. 400. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100. 500 rồi nghe, gần cột 3 bước bắt 100 bàn. Ok, bây giờ cưng sẽ cầm cái camera này giống như anh Ngáo hồi nãy đi bắt mấy đứa kia ha. Dạ. Mở cái nút này lên là đi bắt đó. Rồi đi cưng. Rồi. Nó túa đủ khắp mọi nơi trong cánh đồng này hết á. Đi kiếm vòng vòng đây ơi. Không biết có ai không nữa. Mấy người này trốn quá kỹ rồi các bạn ơi. Ai mà áo tím hả ta? Chị Hảo các bạn ơi. Cung. Trời ơi, đại bánh xéo nè, đại mập chạy nhanh với trời. Bên ngoài được cưng, vòng trước cưng đã sống rồi, vòng này bị bắt là chuyện bình thường không? Bây giờ mình sẽ đi kiếm tiếp nha. Mấy người này trốn quá kỹ rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Mình thử đi qua đây kiếm nha các bạn. Hồi nãy nghe tiếng bên đây nè. Trời ơi, cái phương chuyện đầu tư hả? Quá khéo luôn Tiểu Phương ơi. Tiểu Phương đã sống rồi nha các bạn. Tiểu Phương quá đẳng cấp các bạn ơi. Tiếp đây. Mấy người này trốn quá kỹ rồi.
Mình sẽ đi lại bụi chuối này kiếm nha bạn. Hồi nãy giờ thấy động tĩnh hơn này nè. Không biết có ai không nữa. Không biết có ai không nữa nha các bạn. Để mình kiếm thử. Run. Mình thấy ai mà áo đen các bạn. Vũ Hành với An Ngọc luôn nè các bạn. Mấy người này thấy nhanh quá các bạn ơi. Thôi coi bộ anh Đại Hữu, bộ anh Thanh với anh Ngọc rồi. Thằng Đại Heo. Thằng Đại Heo là sao mà chạy lại Vũ Thanh với Ngọc được. Rồi còn ai nữa ta? Như là còn anh Ngáo với Tiền hay gì á. Ngáo, Tiền với Dương. Rồi đi kiếm đi. Dạ. Nãy giờ mình chưa kiếm ở đây các bạn ơi. Đi lại này kiếm mới được. Công nhận Vũ Hành với An Ngọc chạy quá trời nhanh này, mình chạy không lại. Rồi bây giờ mình sẽ dẹp để kiếm nha. Gặp toàn mấy người chúng kỹ chạy nhanh không các bạn ơi. Tức thiệt chứ, mới bắt được có mình chị Hảo à. Còn Tiểu Phương á thì chơi bụi trang nha các bạn, bây giờ mình bắt không có được. Mấy người này toàn dân đẳng cấp không. Cơ hội tới rồi. Mới bắt được ai nữa đây. Anh Ngáo nữa bạn ơi. Anh Ngáo quá Tiên nữa. Trời ơi. Mình chạy thua quá Tiên các bạn ơi. Trời ơi, đứng ở đồng ngắm trăng ha lãng mạn. Ê ê ê, Tiểu Dương kìa, Tiểu Dương kìa. Rồi, tung nhẹ nhàng. Tung nhẹ nhàng rồi. Kìa kìa, Á Tiên kìa, Á Tiên kìa, Á Tiên kìa. Không biết luôn. À Đại không hay luôn. Nhanh lên Á Tiên ơi, nhanh lên nhau ơi. Rồi. À Đại kìa. Ôi, đó chung video bắt trốn ở ngoài đồng ngày hôm nay. Cả team mình ai cũng kiệt sức hết trơn á. Mình thì không thể nào tham gia được, lý do là phải kiếm những cái góc quay nó rất là đẹp. Nếu mà mình đặt cho mấy em nó phải chạy ra chạy vô người nào thì lên clip á, các bạn xem nó mới dễ hiểu. Rồi, hôm nay trăng tròn dễ sợ ha. Rồi, nếu mà bạn yêu thích clip này thì hãy làm cái thao tác y như cũ. Đó là đăng ký kênh, bấm cái chuông và đặc biệt là tặng like cho team mình nhiều nhiều nha mọi người. Tiếc chi một cái like nào. Bye bye. Và đây là cái clip cuối cùng trong series ngoài đồng năm nay nha. Bye bye. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Mình chặt xong mấy nhánh tre rồi đó. Anh Vinh ơi, nghe nói anh mạnh lắm. Anh kéo mấy cái tre này dài nổi không? Trên đời này cái gì anh kéo cũng nổi hết đó cưng. Kéo đi anh. Kéo đi anh ơi. Từ từ thôi nghe anh Vinh. Từ từ thôi anh Vinh ơi. Cái gì kéo cũng nổi hết đó. Sao anh Vinh? Cái nhà gom đầu tiên mình sẽ đào hai cái lỗ để trồng hai cái vụ chính. Đào lỗ xong chưa, đến chôn hai cái trụ coi. Dạ xong rồi. Rồi để che em đi. Đưa cái trụ này. Đây chính là hai cái trụ chính nè. Đấy. Ghim nó xuống coi. Húp.